sao? Nói gì vậy? Nó lì phải đánh nó. Lì mẹ phải đánh nó. Đánh chị Ly là chị Ly lì quá không tắm là lì nè. Làm sao đó đi không lì hả? Sao? Mẹ đánh. Bảo vệ vậy đó hả? Chẳng quýt nè. Anh này nó lì nè. Mì lì nè. Sao? Anh này nè. Mì lùm bấm nè. Lắm. Nhanh. Nhanh. Tại sao không sao đó? Lì phải đánh chứ. Ở dơ phải đánh chứ. Nói gì vậy đi. Dịch giùm, dịch sắp giùm cái đi. Ai vậy kìa? Dịch giùm. Mọi người.